giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng VTV Play. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến với những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bình Phước và câu lạc bộ Huế. Đây là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Bình Phước ở trong trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Hoàng Đạt. Các cầu thủ mang áo số 11 Dư Lan Dèm, số 16 Đinh Tiến Phong, số 17 Lương Quốc Thắng, số 19 Vũ Đức Duy, số 22 Nguyễn Ngọc Toàn, số 27 Hạ Vũ Em, số 30 Bùi Xuân Quý, số 39 Đại Bằng đội trưởng Lương Văn Kỳ, số 76 Nguyễn Văn Thời và số 88 Trần Tấn Tài. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài chính ông Nguyễn Văn Trôm, các trợ lý ông Huỳnh Thanh Sơn, Nguyễn Thái Hồng. Đây là đội hình xuất phát của đội khách Huế trong trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 29 Nguyễn Tiến Tạo, các cầu thủ mang áo số 5 Bùi Duy Bảo, số 6 Đinh Tuấn Tài, số 8 Huỳnh Thế Hiếu, số 11 Hồ Thanh Minh, số 12 Nguyễn Văn Sang, số 14 Nguyễn Hữu Tiệp, số 20 Lê Quốc Nhật Nam, số 22 Nguyễn Văn Trọng, số 23 Nguyễn Sĩ Chiến và số 30 Đặng Tuấn Phong. Và hiệp 1 cuộc chạm trán giữa Bình Phước và Huế đã được bắt đầu. Trong 45 phút đầu tiên thì đội chủ nhà Bình Phước trong bộ trang phục xanh đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Còn đây là huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng, người đang dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá Huế. Rất nguy hiểm. Một tình huống tạt cánh đánh đầu và thiếu chút nữa đã có bàn thắng dành cho cao thủ Bình Phước. Người bật cao là Lương Quốc Thắng. Trong màu áo của đội bóng chủ quản. Cơ hội dành cho đội chủ nhà Bình Phước, đối mặt với khung thành. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Bình Phước. Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Và Tiến Tạo là người đã giành chiến thắng trước cầu thủ đối phương. Người thoát xuống đó là số 19 của đội chủ nhà Vũ Đức Duy. Ở đáy biên. Dứt điểm. Vẫn còn. Đó không phải là cú đá ngay. Các cầu thủ Bình Phước cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ của đội khách. Hà Vũ Em là người đã có cơ hội. Lại thêm một thời cơ đáng chú ý nữa được tạo ra bởi cao thủ Bình Phước. Đầu tiên là cú đá hụt của số 19 và sau đó Hà Vũ Em có cơ hội thứ hai. Cú đá đầu tiên là của Vũ Đức Duy. Đó là một cú đá hụt rất đáng tiếc. Bóng cắt cột gần. Rất nguy hiểm. Nhưng vẫn là sự chắc chắn đến từ thủ môn bên phía các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Huế, Nguyễn Tiến Tạo. Đó là một tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Và pha phá bóng hụt của số 8 bên phía đội khách Huỳnh Thế Hiếu đã thiếu chút nữa khiến cho Tiến Tạo bị rơi vào một tình cảnh khó khăn. Rất may là bóng vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Quả chạm bóng vào và cơ hội vào. 1-0 dành cho câu lạc bộ Bình Phước. Cuối cùng thì các cổ động viên của đội chủ nhà đã được ăn mừng và ghi bàn đầy cảm giác. Người lập công là số 19 Vũ Đức Duy. Cầu thủ còn rất trẻ trong đội hình của Bình Phước. Và đây là pha lập công thứ hai của Vũ Đức Duy tại giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Pha lập công được ghi ở phút thứ 52 của trận đấu. Pha phát động tấn công từ vị trí trung vệ. Quả phất bóng với điểm rơi rất vừa vặn và chắc chắn là Đức Duy không việt vị. Anh đã thoát xuống và dứt điểm một chạm quá nhạy bén. Nhưng ngay lập tức là câu trả lời của các cầu thủ Huế. 1-0. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Lê Quốc Nhật Nam là người đã ghi bàn dành cho các vị khách. Những diễn biến thực sự là diễn biến chóng mặt trên sân vận động Bình Phước. Niềm vui ngắn đúng là chẳng tày gang. Ở ngay tình huống giao bóng tôi thì Huế tổ chức tấn công và ghi bàn chớp nhoáng. Người lập công là Lê Quốc Nhật Nam, một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Huế. Cũng là một tình huống dứt điểm
cực kỳ chính xác, quả đặt lòng gọn gàng vừa vặn để đánh bại thủ môn đối phương. Đây là thời cơ rất đáng tiếc, nhưng cuối cùng thì trọng tài cũng đã báo lỗi việt vị đối với đội khách. Rất tốt. Đánh đầu không được, sẽ có thêm một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Bình Phước. Không có đánh đầu đối, dứt điểm không vào, vẫn còn. Cuối cùng thì Tiến Tạo cũng làm chủ được tình hình. Một ý đồ đá phạt góc rất khó chịu của cầu thủ Bình Phước, đó là đá về cột gần và sau đó một cầu thủ di chuyển đánh đầu vào để cho đồng đội có thể dứt điểm tình huống nối. Rất đáng tiếc, Lương Văn Kỳ đã thiếu chút nữa có thể ghi bàn. Thời gian bù giờ cũng đã hết. Có lẽ đến lúc này thì hai đội cũng đã dần phải chấp nhận với việc chia điểm, tái lập kết quả như những gì mà Bình Phước và Huế đã làm ở trong mùa giải năm ngoái. Cả hai lượt trận đều kết thúc với tỷ số 1-1. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi khép lại cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bình Phước và Huế. Tỷ số chung cuộc là 1-1. Hai đội phải hài lòng với một điểm có được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và những người nuối tiếc hơn là các cầu thủ chủ nhà Bình Phước khi họ đã có những cơ hội để giải quyết trận đấu. Những bàn thắng chóng vánh ở đầu hiệp 2 đã giúp cho hai đội có được cho mình những điểm số sau khi vòng 9 của giải nhất quốc gia Bia Sao Vàng khép lại. Bình Phước sẽ chưa thể cải thiện được vị trí của mình, còn Huế thì đứng trước nguy cơ bị những đối thủ phía sau vượt mặt. Các bạn thân mến, đến đây thì buổi trực tiếp của chúng tôi cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bình Phước và Huế trong khuôn khổ vòng 9 giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.